Hưng Messi rất tốt, nhưng mà thủ môn còn xuất sắc hơn. Wow, quá hay. Ngay góc da luôn anh em ơi. Xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại channel YouTube của Thierry Soccer. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một tài năng bóng đá nhí, đó là Hưng. Mời em. Yeah. Rồi, em có thể giới thiệu cho mọi người biết em tên gì không? Dạ, em tên là Huỳnh Gia Hưng. Huỳnh Gia Hưng hả? Dạ. Hưng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 12 tuổi. 12 tuổi hả? Dạ. Em tập bóng đá lâu chưa? Dạ, tập bóng đá cũng lâu rồi. Được khoảng bao nhiêu năm rồi, ước chừng được không? Cũng 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy hả? Dạ. Tóc đẹp dữ ta. Thần tượng ai nhất? Dạ, Messi. Messi hả? Ồ, Hưng Messi. Ok. Nha, em sinh ra lớn lên tại Sài Gòn đúng không? Dạ đúng rồi. Nè, sinh ra lớn lên tại Sài Gòn. Có tập tân bóng, tập rê bóng, suýt bóng thường xiên không? Dạ có. Có, tập dạ. Hàng ngày chứ hả? Dạ. Ok, hôm nay sẽ có vài thử thách dành cho Hưng. Mọi người cùng chờ xem nha. Thử thách đầu tiên đó là thử thách tân bóng. Anh sẽ cho em 20 giây xem em tân được bao nhiêu cái nha. Dạ. Tự tin tân được bao nhiêu cái nha. Dạ, 30. 30 cái. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, hết giờ. 35 cái. Hoàn thành xuất sắc. Quá hay. Cho em một mạng duy nhất, tận được 50 cái. Dạ. Được không? Dạ được. Ok. 3, 2, 1, vô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, tiếp tục đi, 51, 52, 53, 54, 55, yeah, cũng đã hoàn thành xuất sắc 50 cái do thi Restyle đề ra. Ở đây có 10 marker, mỗi marker cách nhau cỡ 1 mét á, thì em sẽ lừa qua hết. Xong dòng ngược về. Dạ. Anh đây em bấm giờ. Dạ. Xem em được bao nhiêu giây nha. Dạ. Anh rê cái này chắc được cỡ 16 giây rồi. Đợt trước đã có test với lại clip của Nhi Đồng. À, mọi người có thể xem lại clip Nhi Đồng mình để trên này. Ha. Mình rê được 16 giây, Nhi Đồng rê 17 giây. Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Quá hay, rất khéo léo. Rất gọn gàng, má trong má ngoài. Lòng trong lòng ngoài. Trời ơi. 11 giây rồi. Tiếp tục. Yeah, 18 giây. 18 giây nha anh em. Thấy rõ không? 16 giây, 18 giây là cũng quá dữ dội rồi. Chúc mừng em đã hoàn thành thử thách rê bóng. Anh có vài skill hướng dẫn em có tự tin làm được giống như anh không? Dạ, tự tin. Ok, thì mình sẽ làm trước coi Hưng có làm được giống như mình hay không nha. Rồi. Kỹ thuật đầu tiên, một kỹ thuật mà Neymar rất thường hay làm. Được không? Dạ được. Cho thử một lần. Vô. Wow. The run chớp như Neymar. Quá hay luôn. Rồi, kỹ thuật thứ hai. Một kỹ thuật của Ronaldo. Atletico. Được không? Dạ được. Rồi, 3, 2, 1, chơi. Wow. Rất gọn gàng, làm lại lần nữa thôi, làm lại lần nữa. Wow. Nè, đây hậu vệ nè, lừa qua người thử coi. 3, 2, 1. Ghê, thật. Quá hay luôn anh em ơi. Kỹ thuật tiếp theo là một kỹ thuật mà Ronaldinho đã từng làm. Focus, focus. Được không? Này nè. Ok. Cho thử lần nha. Ok, cho thử một lần. Wow, thử một lần. Wow, rất là hay, rất tuyệt vời. Còn một skill nữa anh rất thường hay làm trong sân thi đấu phủi. Một kỹ thuật mà anh rất thường hay làm luôn. Cùng xem anh làm nha. Dạ. Đây, hậu vệ.
Lưu à. Được không? Rồi, cho làm thử lần nha. 3, 2, 1. Wow. Cho làm thử làm thành công luôn. Ok, kỹ năng quá tuyệt vời. Skill xong, chúng ta sẽ qua thử thách đỡ bước 1. Dạ. Em có hay tập đỡ bước 1 không? Dạ có. Là bóng đỡ bằng ngực, đỡ bằng đùi, đỡ bằng... đùi gầm. Ok. Đầu tiên là giữ gầm nha. Wow. Giờ giữ đùi nha. Yeah. Quá hay. Một lần nữa đỡ ngực nha. Wow. Ok. Thì sau đây sẽ có một màn so găng khó hơn cho em, đó là mình sẽ mời một thủ môn của lính thầy sĩ. Dạ. Một bạn tên Thịnh sẽ chụp gôn và em sẽ hạ gục bạn đó. Dạ. Sút cầu môn 90 mét ở đây. Dạ. Tự tin không? Dạ, tự tin. Rồi, ok, sẽ tới phần thử thách sút bóng. Trong gôn thành là bạn Thịnh. Thịnh năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 14 tuổi. 14 tuổi, 12 tuổi, đấu 14 tuổi, xem 12 tuổi có giành chiến thắng không? Wow, trời ơi. Sút ác vậy. Cố gắng đá cao cao, hiểm tí, cho khỏi đỡ luôn. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow, vẫn là một cú sút chìm. Wow, căng như kẻ chỉ. Thịnh ơi, cố lên. Rồi, chơi. Wow, lần này một cú sút lên nóc mà ngay vị trí của Thịnh. Wow, trúng ngay cột dọc. Ok, 12, hạ 14 không? Wow, một cú sút rất tốt, một pha cản phá rất tốt của thủ môn. Giờ giảm lực dần lại tí xíu. Kỹ thuật, cố gắng đẩy vào hai góc. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow, ngay cột dọc. Cú sút rất hiểm ngay cột dọc anh em ơi. Wow, trời. Một cái ngay góc chia cũng thành, quá đẳng cấp, quá tuyệt vời. Một cầu thủ U12 có lực chân như Ronaldo. Wow, một pha cản phá rất tốt của thủ môn. Đá vị trí này chắc cũng khó đánh bại thủ môn Thịnh lắm á. Pha nữa nào. Wow, một pha cản phá rất tốt. Mặc dù lực sút của Hưng Messi rất tốt nhưng mà thủ môn còn xuất sắc hơn. Wow, quá hay. Ngay góc da luôn anh em ơi. Quá hay, quá đẳng cấp luôn. Tuyệt vời quá Hưng ơi. Rồi giờ mình chuyển qua một thử thách khác khó hơn cho thủ môn Thịnh dưới kia. 14 tuổi bắt cũng rất là tốt. Đá ba quả ben vào hết cả ba quả. Nhắm đá vào cả ba quả không? Dạ nhắm. Thịnh cản phá nổi không? Nổi luôn. Ok, chờ xem nha. Vô nè. Quả đầu tiên. Wow, thành công một quả. Tiếp tục. Xít nữa bị cản phá rồi. Quả thứ hai. Tiếp tục. Wow, rất mạnh ngay góc luôn. Rồi, quả thứ ba. Vô quả này hoàn thành thử thách. Tiếp tục. Wow, ngay góc luôn. Ba quả, ba quả, quả. Đá thêm hai quả nữa đi. Vẫn ngay góc gần. Quá hay luôn. Quả cuối cùng. À, sút tốt thế. Nãy sút hơi xa, Thịnh có khả năng bắt được. Còn giờ penalty là khó có cửa. Wow, một cú ngay mặt. Wow, một pha cản phá rất xuất sắc của thủ môn Thịnh.
sẽ chuyển qua một trò sút bóng khác. Wow, quá tuyệt vời luôn. Sút thêm vài quả nữa cho mọi người cùng xem nè. Wow, trời ơi, quá kinh khủng. Wow, một pha cản phá rất tốt của thủ môn. Quả cuối cùng nha. Wow, không cho bạn Thịnh một cơ hội nào để cản phá trong pha vừa rồi luôn. Quá tuyệt vời. Dạ, yeah. Những cú sút vô lê rất hay của Hưng và cảm ơn Thịnh trong thử thách lần này. Dạ, yeah. Ok, vậy là hoàn thành thử thách với lại Huỳnh Gia Hưng, yeah. Fan hâm mộ của Messi. Chân phải mà sao hâm mộ Messi là sao ta? Chắc chiều cao là do cũng ngang ngang với Messi ra hâm mộ Messi đúng không? Dạ. Hâm mộ Messi á? Dạ. Sao hâm mộ Messi dữ vậy? Đá kiểu em giống đá giống Messi. À, thầy sĩ huấn luyện viên của Hưng là nói Hưng có phong cách đá giống như Messi nên thành ra ở đây gọi là Hưng Messi. Ok, anh thấy em sút tốt như Ronaldo nữa. Em cảm xúc gì sau khi làm qua những cái pha bóng vừa rồi? Dạ, rất là vui và thêm những cái mới nữa. Những cái mới hả? Dạ. Ví dụ như kiểu là bắt vô lê là mấy trái lúc đầu là em bắt hụt, lúc sau là anh Thi chỉ em xíu là em sút anh Thi vô. Cảm ơn em đã tham gia thử thách này cùng với anh. Qua đây anh tặng em một thùng sữa Cool. Hy vọng là em sẽ có động lực để tập luyện nhiều hơn. Và các bạn cũng hãy hàng ngày lấy bóng ra sân tập luyện giống như Gia Hưng để có những cái kỹ năng bóng đá thật tốt. Nếu em thấy hay thì nhớ cho mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube mình nha. Mình sẽ còn đi tìm kiếm các tài năng bóng đá nhí, tài năng bóng đá nữ và các siêu phụ bóng đá. Mọi người chờ đón chờ nha. Mình là Phạm Trọng Thi. Đây là Hưng Messi. Xin chào, hẹn gặp lại.